người phụ nữ trẻ này tìm được một công việc lương tháng 10 vạn. Cô ấy làm bảo mẫu, phải chăm sóc đối tượng, thì là người tượng bằng gốm sứ ngồi trên ghế. Nó mặc dù nhìn có vẻ lạnh lùng, nhưng bản thân biết di chuyển, biết chảy nước mắt. Trong lâu đài của rừng âm, gác xếp làm sao cũng không mở được, hình như giấu bí mật gì đó không cao. Cô gái cho rằng tìm được công việc mức lương cao người người ngưỡng mộ. Không biết, một cơn ác mộng đáng sợ bắt đầu đến. Cô gái tên là Agi, hôm nay là ngày đầu tiên cô ấy đi làm. Lương tháng 10 vạn 10 đảm nhiệm công việc bảo mẫu. Đương nhiên không phải là một người có tiền bình thường. Trước mắt là một lâu đài sừng sững trắng lệ và cô lập, khiến Agi không những cảm thán, ở đó nhìn thôi thì viết được đầy câu chuyện. Ông chủ lâu đài tạm thời không ở nhà, Agi tự một mình đi vào trước, vì không muốn làm bẩn cái thảm có giá trị đắt. Cô ấy cởi giày đặt trước cửa. Lúc cô ấy hiếu kỳ nhìn xung quanh, một người đàn ông đột nhiên xuất hiện sau lưng. Agi đúng lúc các đồ chơi kỳ dị dọa cho một trận hú vía. Agi cho rằng anh ta là con của đôi vợ chồng ông lão. Đại tỷ, bạn đó là đem mảnh khủng bố ghép thành miếng dán tình yêu sao? Anh ta tự xưng là Glenn, là người mỗi tuần định kỳ sẽ đem đồ ăn thức uống tới nơi này, vừa bổ sung thức ăn cho căn phòng, vừa giới thiệu chủ nhà ở đây. Hỏi con của họ, Glenn hình như có cái gì đó khó nói. Lúc đó, phu nhân của lâu đài trở về. Agi muốn đi đôi giày, nhưng lại phát hiện đôi giày ở cửa không cánh mà bay. Nữ phu nhân biểu thị một khuôn mặt lạnh lùng, rất có thể là con cái của họ giấu đi. Tiếp đó, nữ chủ nhà thì đem Agi đến trước mặt đứa con, khiến Agi cười ra nước mắt. Đứa bé họ nói lại là người bằng gốm sứ khổ cỡ giống người trên ghế sofa. Agi cho rằng đó là một loại phương thức biểu đạt sự hài hước, cười lớn. Ai biết ông lão lại nghiêm túc. Cả một hoàn cảnh lúc đó một lần rơi vào sự ngại ngùng. Đúng lúc Glenn đến làm dịu đi tình hình căng thẳng, chủ động đến gần trước mặt búp bê, giống như đang nói chuyện với người bình thường, chào hỏi. Quả nhiên, chỉ có bản thân không ngại ngùng, ngại ngùng đó là người khác. Agi ngơ người, giống như ở trong nhà này có bản thân là không bình thường. Vì muốn có được công việc này, Agi chỉ đành học theo mô phỏng của Glenn, thật lòng bắt tay chào hỏi với búp bê. Đôi vợ chồng già thay con tuyên bố rất hài lòng đối với cô ấy, bắt đầu giới thiệu hạng mục công việc. Họ nghiêm chỉnh coi búp bê là người thật, chỉ định thời gian biểu nghiêm khắc, lúc nào dậy thay quần áo, lúc nào lên lớp, lúc nào ăn cơm, lúc nào ngủ. Ngày thứ hai vừa mới sáng, phu nhân thì nhắm đến đồ chơi đầy trên đất cùng loạn. Agi nhìn thấy cảnh tượng đó, cảm thấy là kỳ dị. Ông lão qua gửi một thời gian biểu cho cô gái và chế độ quy định. Nghe ngữ khí của đôi vợ chồng già, họ hình như vội vã ra ngoài nghỉ mát. Lúc đi, trong ánh mắt của hai người tràn đầy không muốn rời xa đối với cái gọi là đứa con. Dưới nhìn theo của khuôn mặt hoài nghi của Agi, hai người vội vã rời đi. Bây giờ chỉ còn Agi và con búp bê kỳ dị. Cô ấy thật sự không có dự định diễn tiếp. Đêm búp bê vứt chân ghế và đắp lên cái chăn, rốt cuộc là quá hoảng sợ, vẫn là không lên nhìn rõ. Agi lúc đó giống như chủ nhà của lâu đài này. Cô ấy uống một chút rượu, vừa ngủ đến đêm, thình lình phát hiện tấm thảm trên người búp bê rơi xuống đất. Ánh trăng rắc trên mặt búp bê hiển rõ đặc biệt kỳ dị. Agi không chịu nổi nữa, đem búp bê vứt trong phòng búp bê. Ông lão lúc đi giao chế độ quy định cho cô ấy sớm đã quên nó đi. Đêm, Agi bị tiếng sấm mưa bên ngoài cửa sổ làm tỉnh, nghe thấy âm thanh gì kỳ dị. Khổ ở chỉ có cô ấy một mình sống ở đây, cô ấy chỉ có thể mạnh dạn đi kiểm tra. Thông thường lúc đó tổ đạo diễn là bắt buộc phải tiết kiệm điện. Agi cầm nến đi qua hành lang tối đen, ngự lại trước tranh sơn giờ một gia đình ba người. Đột nhiên, một cánh tay của đứa bé thò ra từ bức tranh, khiến cô ấy bóp chặt đến nghẹt thở. May mà tất cả điều đó chỉ là cơn ác mộng mà thôi. Nhưng cô ấy lại không ngủ được nữa, chạy đến phòng của búp bê kiểm tra. Mặc dù tư thế vẫn không thay đổi, nhưng trên mặt thình lình xuất hiện vết nước mắt. Đúng lúc não bộ Agi các loại tiền cảnh sợ hãi, một giọt nước rơi xuống. Một phen hú vía, hóa ra là giọt nước trên tấm thảm hoa trần nhà. Phát hiện ở trên hình như có mờ ám, nhưng nỗ lực thế nào đều không có cách mở ra. Agi cô độc cô đơn lạnh lùng, người ngay cả nói chuyện cũng không có. Cuối cùng, cô ấy đợi được Glenn đến đưa thực phẩm, vẫn có tiền lương của một tuần. Cũng cuối cùng hiểu được, đứa bé trên bức tranh đã qua đời 20 năm trước. Đôi vợ chồng già này mới làm ra con búp bê tinh xảo này, để gửi gắm niềm thương nhớ. Nhìn ra cái sự cô đơn của Agi ở đó, Glenn mời cô ấy tối đi chơi. Có tiền lương, có thể tùy ý lãng phí. Công việc này quả là không cần quá tuyệt vời. Lúc khoe khoang với các chị em, Agi cũng chọn xong quần áo đẹp. Đột nhiên, cô ấy nhìn thấy búp bê nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào bản thân. Agi không lĩnh hội nhiều, chuẩn bị tắm đi hẹn hò. Nhưng lúc cô ấy đang hưởng thụ cảm giác thoải mái, có người mở cửa phòng tắm, lấy đi váy và vòng cổ cô ấy đặt bên ngoài. Agi hoàn toàn không biết, lúc kết thúc tất cả soi gương, phát hiện tóc bị cắt đứt một sợi, váy và vòng cổ cũng không thấy tung tích. Tìm một vòng cũng không phát hiện, trạng thái của Agi dần dần bắt đầu ngơ ra. Cả ngày không thể nào mở được thiết bị, lúc đó cũng mở rồi. Agi vẫn chỉ quấn một tấm khăn tắm, cho rằng là Glenn đang trêu đùa mình. Đợi mãi không đáp lại, cô ấy chỉ có thể mạo hiểm đi xem. Nhưng lúc Agi vừa đi lên cầu thang thì gặp lại nước cô ấy ở đó. Thông qua cửa sổ bị khóa, Agi nhìn thấy Lan đang đợi bên ngoài. Nhưng bất luận cô ấy kêu cứu như thế nào, Lan đều không nghe thấy. Agi thử đập thủy tinh, nhưng bận rộn nửa ngày cũng vô tác dụng. Lan từ đầu đến cuối không thấy Agi ra ngoài, lại như vậy mà rời đi. Thần kinh của con trai đều lớn như thế sao? Quả nhiên là một mình. Agi không thể nhẫn nại, chỉ có thể một mình tự tìm lối thoát. Trong bóng tối, hình như có bóng người xuất hiện ở trước mặt cô ấy. Agi cứ thế ngã xuống, ngất đi. Lúc cô ấy tỉnh dậy, đã là ban ngày. Tối qua nhìn thấy, hình như có một bộ quần áo
lật ra nhìn thấy một cuốn album cũ ở đó. Cậu bé bên trong quả nhiên với búp bê giống y nhau. Đột nhiên thang lại mở ra, cẩn thận bước xuống La August, vẫn là không một bóng người. Cô ấy sợ hãi không ngớt, gọi điện thoại Lan đến. Anh ta đều kiểm tra một lần mỗi cái góc nhỏ, đồng thời không có vấn đề gì. Nhìn lên giường búp bê nhìn người một cách vô hại. Agi cho rằng đồ vật này tuyệt đối không thể xem thường. Nói đến cậu bé mà đã mất, Lan bày tỏ đứa bé này rất cổ quái. Lan chủ động muốn ở lại đây để cùng với cô ấy, nhưng bị Agi từ chối. Rốt cuộc đó mới là gặp mặt lần hai, nam nữ ở cùng nhau thật sự không phù hợp. Đêm, cả một lâu đài lại lần nữa bao trùm trong bóng tối. Agi thực sự không chịu nổi ánh mắt chằm chằm đó, lật cái mặt của búp bê sang một bên khác. Nhưng một giây sau, nó lại quay lại. Agi lúc đó thì bị dọa tỉnh dậy, lại là ác mộng. Mở cửa, đôi giày không cánh mà bay lại thình lình đặt ở trước cửa. Búp bê ở trên giường lại ngồi ngay ngắn bên cạnh giường, thì nhìn như vậy hướng về phía cửa, thời gian biểu cũng đặt bên cạnh nó, giống như nhắc nhở Agi lập tức theo quy định làm. Không dám ở lại thêm một giây, Agi lập tức chạy về phòng của mình, muốn gọi điện thoại cầu cứu, nhưng cũng không thể nào gọi được. Đột nhiên chuông điện thoại rung lên, âm thanh lung lay âm u phát ra của một đứa bé. Ra ngoài cùng tôi chơi. Lúc cô ấy sụp đổ, bên ngoài hình như có người đến. Nội tâm của Agi đã sụp đổ, khóc tê liệt ngồi trên thảm. Sau xác nhận người bên ngoài rời khỏi, Agi cẩn thận mở cửa. Ngoài cửa lại đặt bánh sandwich cô ấy thích nhất. Búp bê vẫn ngồi trên giường, nhìn ra giống như là đang bàn bạc với Agi. Agi tỉnh ngộ, búp bê này là có sinh mạng. Năm đó cậu bé mất đi, khẳng định là đem theo ở trong đó. Sở dĩ trêu đùa Agi như vậy, chỉ muốn để cô ấy theo thời gian biểu đến cùng với bản thân. Đã là búp bê không có ác ý, Agi cũng an tâm. Mặt khác, hai vợ chồng già không phải là đi nghỉ dưỡng, chỉ thấy họ đựng đầy đá trong túi, mang theo ánh mắt đoạn tuyệt, tay lắm tay, cùng nhau đi xuống hồ. Một ngày mới bắt đầu, Agi bắt đầu tuân theo thời gian biểu, cùng nhau ăn cơm, kể chuyện cho búp bê và hôn chúc ngủ ngon. Ngày hôm đó, lúc họ cùng nhau đánh đàn, Lan đến. Bởi vì Agi luôn luôn không nhấc máy, xuất phát bởi sự lo lắng, Lan đến sớm mấy ngày. Thấy mấy ngày trước Agi vẫn sợ hãi con búp bê, hôm nay đã cùng nó sống chung, Lan có một chút kinh ngạc. Bởi vì trên chế độ quy định có nói không được để búp bê một mình ở nhà. Đối mặt lời mời của Lan, Agi từ chối. Nhưng Lan vừa mới rời đi, cô ấy liền bắt đầu hối hận, muốn dưới việc dùng thực phẩm khảo sát búp bê này rốt cuộc là sống hay không sống. Kết quả đương nhiên là không có bất kỳ phản ứng gì. Agi không kiềm chế được mắng bản thân đã trí tuệ thông minh, ra ngoài đổ thức ăn. Nhưng thì vài giây, búp bê lại đổi vị trí. Cô ấy sợ hãi rồi gọi Lan vừa đi quay lại. Vì muốn chứng minh búp bê di chuyển, cô ấy đặt búp bê trên sàn nhà, đồng thời vẽ một vòng tròn bao quanh. Mặc dù nghe có vẻ vô cùng kỳ quái, nhưng cô ấy cái váy và vòng cổ bị mất thì là chứng cứ rành rành. Đợi một lúc mở cửa, búp bê một chút không di chuyển. Lan cho rằng Agi cố ý là cử chỉ điên rồ. Agi kiên trì thử lại một lần nữa, đồng thời khuyên búp bê cùng mình làm trò ảo thuật. Quả nhiên, lần này họ nghe được âm thanh tiếng bước chân rõ ràng. Mở cửa, búp bê trong vòng tròn lại mất tích. Lần này đến lượt Lan ngơ ngác, chẳng lẽ bản thân cũng điên rồi sao? Lúc dạo bộ trong sân, nguyên nhân Agi nói đến việc bản thân đến đây là vì muốn trốn người yêu cũ tồi tệ của bản thân. Vì Agi yêu cố chấp, cho rằng có con, hai người thì sẽ nắm tay đi hết cuộc đời này. Nhưng đàn ông tồi tệ vẫn là tồi tệ, ép cô ấy vứt bỏ đứa bé. Cho nên Agi cũng có thể thể hội được, cảm nhận đôi vợ chồng già mất đi đứa con. Tình cảm đi đến sâu hơn, hai người hôn nhau. Đã không thể để búp bê đơn độc ở nhà, vậy Lan ở lại qua đêm, không tốt sao? Làm xong cầu nguyện trước khi ngủ, sau khi hôn chúc ngủ ngon, Agi và Lan qua đêm trong phòng bàn chuyện bắt đầu rồi. Lúc hai người trong phòng đang nồng, trong lỗ của chìa khóa có người đang nhìn lén, một âm nhạc chói tai vang lên. Hai người lập tức dừng lại hành động, phát hiện búp bê trang nghiêm ngồi trước đàn. Agi ôm búp bê, nhìn dáng vẻ, hai người tối nay không có trò gì rồi. Vì muốn bàn về chuyện tình cảm, Lan khuyên Agi rời khỏi nơi đây. Nhưng Agi lại đâu đó đều không muốn đi. Bản thân bị chọn đúng, thì nên ở lại đây. Lan chỉ có thể nói một đoạn chuyện ngày trước. Từng có một cô gái mỗi tuần đều đến tìm đứa bé này chơi. Nhưng sau khi nó sinh nhật, xác của cô bé thì ở trong rừng được phát hiện. Hộp xương đầu đều bị đập vỡ. Cảnh sát muốn thẩm tra cậu bé, nhưng lâu đài không biết vì sao lại bốc cháy. Đôi vợ chồng già nhảy ra ngoài, cậu bé lại mất tích. Ở trong tất cả mắt mọi người, cậu bé đó bị thiêu chết. Án kiện cũng không giải quyết được. Mặc dù Agi miệng nói không tin, nhưng vẫn đi đến gác xếp, lật ra quyển album. Bên trong đứa bé nhìn đơn thuần, thực sự là ông thủ giết người sao? Ngày hôm đó, người yêu cũ của Agi tìm đến đây. Nhìn thấy cô ấy đang ôm cậu bé búp bê trong lòng, không nói lời nào, biểu thị bản thân có công việc tốt, muốn đưa cô ấy rời khỏi nơi đây. Lúc đó Lan xuất hiện, cố tình gọi Agi rời đi. Dựa vào trực giác của người đàn ông, anh ta cho rằng tên tồi tệ này không bao giờ thay đổi được, bắt buộc phải đuổi bỏ hắn. Nhưng Agi mô hình bị hỏng, cảm thấy không đến mức như vậy. Lan mặc dù mở cửa rời đi, nhưng luôn luôn ở trong xe. Người yêu cũ vẫn cầu xin Agi, nhưng Agi không hồi đáp. Lúc bố trí ổn thảo búp bê đi ngủ, COO ấy không kìm nổi nói về khổ sở. Nếu anh ta thực sự là có sinh mạng, hy vọng có thể giúp bản thân thoát khỏi người yêu cũ. Mây đen bao trùm trong đêm tối, chủ định ở đây phải có sự việc phát sinh. Người yêu cũ trong giấc mơ, vết máu không ngừng chảy xuống làm tỉnh giấc. Tiếng kêu của hắn làm Agi thức giấc. Búp bê bên cạnh đã không thấy đâu. Đợi lúc cô ấy đến, hành lý của người yêu cũ tràn đầy chuột chết. Trên tấm kính một vài chữ lớn máu đang chảy, hút khỏi.
người yêu cũ tức giận, cho rằng Agi đang chỉnh anh ta. Rốt cuộc anh ta cho rằng, ở đây thì chỉ có hai bọn họ. Agi nhìn thấy búp bê ở trong phòng, quả quyết là nó làm. Người yêu cũ đương nhiên là không tin, phải từ trong lòng của Agi cướp lấy con búp bê. Bản tính của tồi tệ độc ác dã tâm, Agi không phải là đối thủ. May mà Glan ở bên ngoài phòng, kịp thời xuất hiện, khiến người yêu cũ mau chóng thoát khỏi. Người yêu cũ chửi mắt cướp búp bê, hậm hực đập vào mặt đất. Chốc lát, búp bê gốm sứ vỡ trên mặt đất. Agi và Glan nhìn thấy uy lực của búp bê, chỉ còn lại sự hoảng sợ. Đột nhiên, cả cái phòng bắt đầu xuất hiện động tĩnh kỳ quái. Người yêu cũ cho rằng sau của gương có âm thanh. Đột nhiên, từ bên trong gương vỡ vụn ra ngoài, người yêu cũ bị bay ra ngoài. Ba người ngạc nhiên, nhìn thấy một người đàn ông không mặc từ bên trong bỏ ra. Hắn đeo mặt nạ, dễ nhận thấy thì là đứa bé năm đó. Tên không mặt tiếp tục bổ nhào về hướng người yêu cũ. Glan định ngăn cản, bị gậy của tên không mặt đâm ngất. Chỉ thấy hắn nhặt cái mảnh vỡ của búp bê trên mặt đất, hậm hực đâm vào động mạch ở cổ của người yêu cũ. Glan và Agi bị dọa, lập tức rời khỏi nơi này, chạy đến phòng của Agi, khóa cửa. Tên không mặt cố gắng vào nhưng thất bại, quay người rời đi. Nhưng hắn thực sự thì không buông bỏ sao? Đương nhiên là không. Cả một phòng mở rộng theo mọi hướng, tên không mặt suýt chút nữa từ tủ quần áo chui vào. Glan sau khi dùng điện thoại đập hắn ngất, tiếp tục bắt đầu thoát thân. Agi phát hiện một con đường. Ở đây rắc rối phức tạp, các ngóc ngách thông đến lâu đài. Hai người vô tình phát hiện phòng của tên không mặt. Váy và vòng của Agi bị mất, đều ở đây. Ở đó, cô ấy phát hiện bức thư đôi vợ chồng già viết cho người con. Nội dung của thư hiển rõ, đôi vợ chồng già mãi mãi không quay lại, mà Agi chính là đối tượng họ tìm kiếm cho con. Rất hiển nhiên, từ cái ngày đầu tiên cô ấy bắt đầu vào, tên không mặt luôn theo dõi cô ấy. Lúc đó, tên không mặt đột nhiên xông vào. Vì muốn bảo vệ Agi, Glan bị tên không mặt dùng gậy đánh ngất. Lúc đối mặt Agi, tên không mặt miệng phát ra âm thanh đứa bé, biểu thị bản thân rất ngoan, cầu xin Agi đừng đi, nếu không sẽ giết Glan. Nhẫn nại, Agi quyết định ở lại, đồng thời cất giấu vũ khí. Cô ấy biết, mặc dù tên không mặt khát máu tàn bạo, nhưng tháng năm dài sống trong gác xếp không thấy ánh sáng, trí tuệ của hắn vẫn chỉ là đứa bé 8 tuổi. Agi quát mắng, bây giờ đến thời gian ngủ rồi. Quả nhiên, tên không mặt không chỉ buông bỏ vũ khí, còn ngoan ngoãn nằm lên giường, đắp chăn. Lúc hôn chúc ngủ ngon hắn, Agi cầm ra vũ khí đâm vào bụng hắn. Tên không mặt phẫn nộ ném Agi vứt xa, bóp chặt cổ Agi. Agi đau khổ nghẹt thở, tiếp tục đâm. Tên không mặt đau đớn và cô ấy, hai người ngã xuống đất. Phá bỏ mặt nạ trên mặt là một khuôn mặt thương nghiêm trọng. Agi tìm được Glan trọng thương. Hai người lái xe rời khỏi lâu đài. Nhưng trong tòa lâu đài vẫn tráng lệ. Tên không mặt vẫn sống, sửa mảnh vỡ của búp bê. Hắn đời người tan vỡ, vẫn tiếp tục. Xem xong bộ phim hợp đồng con rối, thực ra không khó đoán ra, đó là đôi vợ chồng già. Vì bao che tâm trí không hoàn toàn của bản thân, lại đứa bé khát máu tàn bạo, cố tình tạo ra đám hỏa hoạn để kết thúc đời người đối với tuyên án của hắn. Sau đó lúc xây lại lâu đài, sửa phòng bí mật và mật thất, để cho con có thể không cần phải xuất hiện, cũng có thể tự do hoạt động. Cái gọi là tìm bảo mẫu cũng là một loại phương pháp coi mắt mà thôi. Thật sự là đáng thương trái tim bố mẹ thiên hạ. Ok, video của ngày hôm nay thì đến đây.